Tức là cái tai nó cứ vảnh như này là cái người cực kỳ muốn đi phim. Tiếng Pháp thì nó do bà con người khi cư trú ở những vùng khí hậu khác nhau, bà con người khác nhau. Bác bảo mũi to là giàu đúng không? Tay mũi thằng nào mũi rất là to. Đúng. Đúng không? Được. Vậy thế thì hay là bạn bảo rằng là tai to thì là giàu đúng không? Được. Đến cái dân tộc Choan, tai ai chả to? Choan quả Tây đấy. Ừ, tôi to mọi tai to. Đúng rồi. Thế thì nghe là tùy vào mỗi một cái địa hình địa vật, ví dụ như ở khu vực trong miền Nam này ha, thì cái gốc người từ 36 đông 72 đảo, tức là Indonesia, Malaysia lên, bản thân chất người người ta là thấp lùn, mặt ngắn, đúng không? Thì ông không thể nào mà ông lấy cái tướng hình của cái người ở phương Bắc, tức là người Hà Nội, ông so sánh với người phương Nam, ông bảo cái người tướng nó đẹp hơn, tướng kia xấu hơn được. Nên là nghe là nguyên tắc về tướng học đó là sự hài hòa của tam đỉnh, thượng đỉnh, trung đỉnh, hạ đỉnh, ngũ nhạc, đông tây nam bắc các phương quy tụ vào để làm sao đảm bảo được tính hài hòa trên gương mặt. Đấy là cái tiêu chí thứ nhất. Sau đó là 13 bộ vị trên gương mặt được sắp xếp và được đầy đủ cái phần khí chất, và sau đó là người ta đến các cái phần khác trên gương mặt để mà người ta sẽ xem là những cái vết hay là người ta xem những cái điểm trên gương mặt nó có phù hợp hay không. Sau đó thì người ta sẽ từ cái việc đó người ta sẽ đoán ra được cái tướng. Và người ta sẽ xem được cái vận hạn cát hung của người đấy cụ thể như thế nào. Cái tai nó cứ vảnh như này là cái người cực kỳ muốn đi phim. Nhưng mà cái quan trọng nhất của tai nhá, thì tức là người ta cái độ cao của tai so với chân mày là cái điều quan trọng nhất khi xem một cái tướng tai, đúng không? Với cả cái thứ hai nữa là độ nghiêng của tai, không phải cái ông nào cái tai cứ dài thẳng thòng thòng như này ngon đâu, không ngon đâu, ngon bình thường. Nhưng mà nếu ngon đúng là nếu đúng thì là ngon bình thường. Thế thì thông thường thì tai to thì thông thường đi cùng với cả mặt lớn. Nhưng mà thực ra thì trong tướng học ấy thì tai to thì đi thi nhiều làm gì đâu, nếu mặt nhỏ. Nhưng mà nếu tai to mà to ấy thì chứng tỏ tai đấy rất là nhỏ, hiểu không? Ta to nhỏ ở đây là phải so sánh trực tiếp với gương mặt chứ không so sánh với người khác, đúng không ạ? Vì hiểu là to là cái tướng làm quan là trông là tai to là mặt lớn, ý muốn nói là cái người đấy có cái gương mặt phương vị, chứ còn phương vị và đầy đặn phúc hậu. Chứ cái tai nó cứ vảnh như này là cái người cực kỳ muốn đi phim. Nó tùy vào cái gương mặt nó sẽ quyết định xem là như thế nào. Còn cái tướng làm quan á thì người ta phải xem trên phúc cung, cái quan hậu hay không ấy thì phải xem hạ đình, quan có tài hay không ấy thì xem phúc, xem tài, xem lưu khí từ thượng đình cho đến hạ đình để quyết định xem là cái người đấy phúc khí đến đâu, tù tội hay không thì cứ sơn căn liên thọ nhìn vào là biết.